Sáng ngày 5 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi dự lễ khánh thành khai giảng năm học mới tại trường tiểu học Rạch Già, huyện Bình Chánh. Có mặt rất sớm tại trường, Chủ tịch Phan Văn Mãi đi tham quan các phòng học, khu chức năng của trường, động viên thầy cô, học sinh khi bước vào năm học mới. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường tiểu học Rạch Già có tổng mức đầu tư gần 132 tỷ đồng, được khởi công xây dựng vào tháng 10 năm 2022 trên diện tích hơn 11.000 m², quy mô 1 trệt 2 lầu, gồm 3 khối phòng học, 36 phòng học và đầy đủ phòng chức năng. Hội trường rộng hơn 300 m², thư viện tích hợp số, nhà ăn bán trú. Năm học 2023-2024, trường đón 770 học sinh ở 23 lớp học. Tại buổi lễ khai giảng, học sinh có hoàn cảnh khó khăn khi học tập tại trường được trao tặng các suất học bổng cùng với xe đạp do Mạnh Thường Quân tài trợ. Sau phần lễ khai giảng, học sinh được tham gia phần hội với nhiều chương trình hấp dẫn.